tại 30 cầu đang đứng đây là công ty huy hiệu thanh niên về thông tin tuyển dụng của thành đoàn rồi các bạn. Để 30 cầu qua bên đó, 30 cầu coi thử là có cái công việc gì, giá cả lương bổng bây giờ nó bao nhiêu hay là con quá ha. Ôi trời, giờ sao lên nè. Bao giờ 30 cầu đóng vai một cái vai trò một người thất nghiệp nè. Giờ để 30 cầu coi kiếm coi có mức lương nào phù hợp với mình không. Ôi trời ơi. Phục vụ lễ tân 7 triệu. 7 triệu là nhiêu đô ta? 7 triệu chia đôi khoảng 350 đô. Nhân viên kế toán là 400 đô. Tạp vụ kiêm phụ bếp là 8 triệu. Trời ơi, nhân viên phục vụ full time ngày làm 8 tiếng từ thứ 2 đến thứ 6 bao cơm trưa 5 triệu tháng à. Hành trình này mình là làm trong cái tòa nhà này bà con, có 5 triệu tháng rồi bà con, là 250 đô. Nhân viên bảo vệ 6 triệu rưỡi ca 12 tiếng wow. Bảo vệ có 6 triệu rưỡi à. Bao ăn ở nhân viên bán hàng đầu bếp ha. Đầu bếp chảo bà con 14 triệu một tháng nha. Công việc nấu ăn ngon ha. Còn tập dự rửa chén thì 8 triệu. Giao nước uống 6 triệu một tháng. Nhân viên giao nhận chứng từ nhiều ta không thấy giá tiền 6 triệu rưỡi, 8 triệu, 5 triệu. Ồ, nhân viên kinh doanh 8 triệu. Xin thưa bà con cô bác á, bà mày còn thấy là mặt bằng chung luôn á, mặt bằng chung là cứ khoảng là bây giờ tối thiểu là 8 triệu nha bà con. Ở đây bà mày còn thấy không có tuyển nhân viên lao động như là công nhân thì bà mày còn thấy, nhưng mà đa phần là tuyển tuyển dạng giống như là nhân viên văn phòng đó bà con. Nhân viên văn phòng với là bảo vệ à, thêm cái nữa đó là phục vụ à, quên giờ uống miếng cà phê muối. Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn à, rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của bà Michael à, Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 20 tháng 6 2023 à, bây giờ là 10 giờ 10 phút, nhiệt độ bên ngoài là 33 độ C. Bà Michael đang có mặt ở đây đó là phía sau lưng của nhà thờ Đức Bà.
đường Hàn Thuyên. Bưu điện Sài Gòn có chuyện gì người ta tập trung cũng đông quá bà con, hình như đang có một cái tốp nào đây. Đây là nhà thờ Đức Bà. Bưu điện Sài Gòn này được mệnh danh là một trong những bưu điện đẹp nhất thế giới nha bà con, đứng thứ hai thế giới luôn đó. Thấy ghê không bà con, mà bây giờ nó vẫn còn hoạt động á. Đây hình như có một cái tốp bạn trẻ nào đó mặc áo đen áo đồ nè. Đông quá ha, rất là đông. Từ khi mà nó được thế giới vinh danh nó là một trong những bưu điện đẹp nhất thế giới, cho nên là người dân người ta vô đây người ta chụp hình nhiều lắm, các bạn trẻ cũng vô đây chụp hình luôn. Chụp hình với nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà này cũng là một trong những nhà thờ cổ ở Sài Gòn. Còn bên đây phải này là tuần lễ sách của người làm báo. Nơi đây là đường sách Nguyễn Văn Bình. Con đường Nguyễn Văn Bình này hồi xưa nó là đường Nguyễn Hậu. Con đường này đường Hai Bà Trưng. Ở dốc này người ta gọi là dốc sương mù rồi các bạn. Bên tay phải bạn này gọi đây là trường La Santa Fe. Bên tay trái đây đó là trường bệnh viện Đồng Đức. Ngã tư Hai Bà Trưng với Lý Tự Trọng, hồi xưa đó là đường Gia Long. Đây là ngã tư dốc sương mù. Bà con của bác mà để ý nhìn kỹ nó sẽ thấy một cái dốc rất là lớn ở đây, suối dốc xuống. Giờ mình đi đâu ta? Cái chỗ này 30 cầu đi trung tâm quận nhất, 30 cầu cũng đi nhiều rồi. Giờ để 30 cầu chuyển tâm mình đi qua quận 4 nha. Thôi đi qua quận 7 luôn đi. Giờ mà đi qua quận 7 rồi đó. Về Phú Mỹ Hưng đi. Chúng ta đang đi xuống dốc sương mù nè. Hồi xưa
cái dốc này nè, 30 cầu từ nhà mà đạp lên bệnh viện Nhi Đồng 2 á, trời ơi đạp cái con dốc này muốn chết luôn nha bà con. À, đó đạp gì có xe máy, giờ đi xe máy mình không có cảm nhận nha bà con. Nhưng mà hồi đó là đi bằng xe đạp á là cảm nhận rõ rệt lắm, leo lên cái dốc này là đuối luôn á. Ở bên tay phải này là cư Sabring nè. Vào năm 1964 là cư Sabring này là bị đánh bom nè bà. À, bên kia đó là hồi xưa là nơi quân đội Mỹ đóng ở đó đó. Ở trước mặt đây là phía sau của tòa nhà Quốc hội đó, đó là cái bãi đậu xe hơi. À, đây là Thái Công nè. Đây có cái building nè bà con. Building này như là Phước Lộc Thọ phải. Đường Nam Du này xưa là Thái Lập Thành. Đúng rồi, building Phước Lộc Thọ nè bà con, chính chính năm 75 luôn. Còn bên đây là xưa là hãng nước đá của Bia La Gia Sài Gòn. Sau năm 75 á, có thời gian Ba Mươi Cầu thường hay ra đây để Ba Mươi Cầu ăn uống, uống chai bia. Hồi đó nơi đây là có một cái tiệm, à, mình vô mình kêu dĩa đồng hủ, dĩa đồng muống gì đó, là kêu vài chai bia ra mình ngồi mình uống mà con. À, đó thời gian Ba Mươi Cầu thường hay vô cái chỗ đó lắm, làm vài chai bia La Gia buổi tối tối chiều chiều mát mát. Bây giờ thì hết rồi, chứ hồi đó là tối nào Ba Mươi Cầu cũng nhậu nha bà con. Bên đây phải này hồi xưa là toàn tránh quần nhất nè. Trong cuộc đời của Ba Mươi Cầu cái gì Ba Mươi Cầu cũng có, cho nên là Ba Mươi Cầu mới có nhiều chuyện kể cho bà con cô bác nghe. Mà tại vì bà con cô bác không có chịu nghe Ba Mươi Cầu kể. Giống như đây nè, sông bến sông này là bà con, nơi đây là vào cái ngày mà những ngày cuối cùng 30/4/1975 đó, hàng đoàn người di tản đi từ cái chỗ cái con sông này nè. Rồi sau đó, sau 30/4 là cả gần cái chục năm trời, hàng loạt chuyến tàu đi vượt biên. À, rồi sau đó qua bên Malai, rồi ở đảo Bi Đông. À, rồi Ba Mươi Cầu có nhiều cái câu chuyện để kể cho bà con bác nghe lắm đó. Là tại vì bà con bác không có chịu nghe, không có tương tác với Ba Mươi Cầu. Là nữ ra Ba Mươi Cầu không có cái niềm cảm hứng để Ba Mươi Cầu kể. Ai mà từng ở đảo Bi Đông đó là bà con cô bác biết ha, là có số tàu, à, nói số tàu ra là biết liền. Rồi bữa nào rảnh rảnh Ba Mươi Cầu sẽ kể cho bà con bác nghe cái quy trình mà để được cấp phép khi mà mình tới tới đảo như thế nào, à, quá trình vượt biển như thế nào, rồi tới tế đảo ra làm sao, rồi quá trình được phỏng vấn như thế nào, à, cái gì Ba Mươi Cầu kể cho bà con bác nghe. À, về cái hành trình mà đi mà di tản tới cái vùng đất mà nhiều người ta gọi là vùng đất tự do đó. Rồi giờ mình đi lên cầu Vĩnh Hậu nha bà con. Để đánh đổi được cái thời điểm đó, trong cái thời điểm đó là nhiều người đánh đổi lắm nha bà con, mất mát đau thương nhiều lắm, chứ không phải là đơn thuần mà để một bước mà đặt cho được cái cuộc sống như ngày hôm nay đâu. Cộng đồng người Việt mình mà để có danh có phận ở trên những cái vùng đất đó là họ phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Rồi đây là cầu này là cầu quay nè bà con. Cầu Khánh Hội, bên tay trái này là bến Nhà Rồng, bên tay phải này là trường đại học luật.
là cảng Sài Gòn. Con đường này là đường Đoàn Như Hài nè. Đường Đoàn Như Hài này ba mới gọi đoán là nó giống như một cái đường chính khu trung tâm hành chính của quận 4 á bà con. Hai bên có công an quận 4 nè, rồi có ủy ban nè. Tất cả mọi thứ là đều nằm ở trên con đường này nè bà con. Ủy ban dân quận 4 là ở đây luôn nè. Còn cái khu này là xưa là cái khu gia binh đó bà con. Nơi đó là dành cho những người có tiền ở nha bà con. Người nghèo là không ở trong đó. Nó giống như cái cư xá vậy đó. Cái này cư xá. Con đường này đường Nguyễn Dừng Tộ nè, thời gian trước á, thời của ba mấy cô lúc mà còn ở á, là nơi đây là bán cà phê nhiều lắm. Con đường này là con đường cà phê nổi tiếng nhất của quận 4, Nguyễn Dừng Tộ. Bây giờ thì bán mấy món ăn của người miền Bắc, bún chả, nem chua biển rồi giờ gì đó. Rồi cái tòa nhà trước mặt nè, cao ốc Đinh Lễ đó bà con, hồi xưa đó là cái bệnh viện quận 4. Tên hành chính của nó là nó chỉ là trung tâm y tế quận 4 thôi nha bà con. Nhưng mà đa phần là người dân là cứ trung tâm gì không cần biết. Và cái nơi mà vô đây khám chữa bệnh người ta gọi là bệnh viện không à. Chứ ra nó chỉ là trung tâm y tế thôi. Cái cửa sau của nó nằm đây nè. Đa phần mọi người đi bằng cái cửa sau này. Vừa mới vô là có cái nơi mà quầy đăng ký là nằm ở góc này nè. Bệnh viện này là đó lúc mà năm tám mấy là ba mươi gò từng vô đây nằm một lần. Rồi đây là chợ, này là chợ Xóm Chiếu. Rồi đó đây có cái phòng trồng răng nè. Mỗi lần ba mẹ còn nhớ đó, ba mẹ giờ đi nhổ răng đó là đi ra cái phòng đâu đây nè. Phòng trồng răng đâu đây nè. Rồi đường Nguyễn Tất Thành. Lâu lắm rồi ba mẹ còn chưa đi về cái mé mà bên quận 7 Phú Mỹ Hưng đó nha. Ở đây là đài nước khoảng 5-6 mấy là có rồi. Đây là bưu điện quận 4 nè. Ồ, bưu điện quận 4 bao nhiêu năm trời cũng không thay đổi. Con đường này là đường Nguyễn Tất Thành, hồi xưa là đường Trịnh Minh Thế. Bên tay trái là đường Khánh Hội nè. Đông Á Bank. Hồi xưa đây là trụ sở của ngân hàng Đông Á nè bà con. Con đường này bây giờ bà con bác thấy vẫn kẹt xe ha. Chứ hình như bà con bác hồi mà hồi xưa đó. Trời ơi, ta nói hồi xưa con đường này nó toàn là xe container chạy không đó nha bà con. Bây giờ nó mở rộng ra rồi á. May mà bỏ container đó, chúng thôi là con đường này chắc khỏi đi luôn á, kẹt cứng á. Ở đây hồi xưa toàn là xe container chạy không á. Mà khoảng thập niên năm tám mấy rồi con đường này nó vắng lắm. Khoảng năm hình như là khoảng năm 86 rồi con. 85-86 luôn, trời ơi con đường này nó vắng tay à. Thì ba mấy rồi nói thật. Ba mày còn nhớ học năm 85-86 là đi ra đi qua đi bộ lại rồi như là không có xe chạy luôn. Đây là công ty mía đường nè. Công ty mía đường này là thuộc về hãng Laser Sài Gòn đó bà con.
này là bên đây là trường Nguyễn Đức Thành. Hồi xưa nó chỉ là một cái trường trung cấp thôi bà con. Đó, bến cảng này lâu đời nè. Hồi xưa cái trường Nguyễn Đức Thành này nó chỉ là một cái trường trung cấp thôi mà sau đó nó lên lẹ lắm. Sau đó lên cao đẳng rồi lên đại học. Bây giờ nó là một trong những ngôi trường mà nổi tiếng, thuộc hàng nổi tiếng luôn nha bà con. Tới khu vực này người ta gọi đó là kho 3. Ở đây là có cái hẻm kho 3 nè. Hẻm kho 3 là cái hẻm ngay chỗ chùa Đức Quang nè bà con. Đó, ngay chùa Đức Quang này người ta gọi là hẻm kho 3. Đây cái hẻm này nè, hẻm kho 3. Đây hẻm này hẻm kho 3. Ở đây đó, người ta gọi là hẻm kho 4. Đường này đường Sông Chiếu. Đó, đây là hẻm kho 4. Nguyên văn của nó là hẻm kho 4 nha bà con. À, nhưng mà nó là con đường. Ở trường này trường Nguyễn Trãi nè. Trường này á, trước năm 1975 á bà con. Trường này là chỉ dạy nam sinh thôi bà con, không có nữ sinh. Đây là hẻm kho 5 nè. À, đây là hẻm kho 5. Đối diện qua luôn là cảng Sài Gòn, cảng Nhà Rồng Khánh Hội. Còn cái cảng này là cái cảng mà nhiều người hồi xưa xe container là ra vô cái cảng này nhiều nhất nè bà con. À, đây đây là cái nơi mà ra vào xe container cho nên nguy hiểm lắm. Hồi xưa không có đường dây này bắt ngang qua đâu. Thành thử ra ngay góc này là hồi xưa tai nạn giao thông giờ xảy ra nhiều lắm. Toàn là xe container không. Tại vì cái góc nó hẹp á, xe container bà con quá biết mà cái tầm nhìn nó cũng hạn chế lắm. Còn đây là hẻm kho 6 nè. Rồi, ủy ban dân phường. Ở đó ủy ban nhân phường không phải nằm ở đây, nằm tốt dưới kia kìa. À, ở đó bà con có thấy cái hàng rào bên đó bà con. Hồi xưa đó khoảng 80 mấy á, là nơi đó là mỗi nhà bên đây là đi qua bên đây trồng rau. Gia đình của ba Michael cũng có mảnh đất ở bên đây rồi trồng rau bên này. Con đường này hồi xưa vắng que, từ đây đi qua đi lại nó vắng te. Ở đó đây là có cái danh trại hải quân nè. Hồi trước năm 75 đó là trại quân vận. Đó, ủy ban dân phường hồi xưa nằm trong hẻm này nè. Ở đây là nhà thờ Thánh An Tôn. Hồi đó nó không phải là nhà thờ Thánh An Tôn đâu. Ba mẹ gồ quên rồi nhưng mà nó không phải tên nhà thờ Thánh An Tôn. Bây giờ nó là giáo xứ Xuất Chiếu. Đó bên đây là nguyên cái dãy trồng rau. Rồi sau này cái trại quân vận nó bắt đầu mới dời về kho 18 thì nơi đây mới bàn giao lại cho bên hải quân. Tới đây là bắt đầu mình tới kho 11 rồi đây. Bên đây phải ba mấy cò đây nè bà con. Hồi xưa ở đây là truyền tin quân đội nè bà con. Ở đây có một cái trại truyền tin. Rồi cái hẻm này, hẻm người ta gọi là hẻm kho 11 nè. Trong đây có cái ngôi chợ, chợ này chợ kho 11. Rồi vô chùa Nguyễn Hương. Tôn Thất Huyết nè. À, đường Nguyễn Thường Hiến. Trời ơi, biết bao nhiêu tuổi thơ của ba mày ở đây. À, đây đường Hoàng Văn Bơ này vô chợ kho 11 nè. Ở đây hồi xưa có cái tiệm chụp hình Phương Nam ở đây nè bà con. Ở đó dân quận Tư là khúc cúng này là thường hay ra đây thì chụp hình, tiệm chụp hình Phương Nam. Và bây giờ vẫn còn nè. Nổi tiếng lắm nha bà con, lâu đời lắm á.
đường này đường Nguyễn Thường Hiến. Con đường này là hồi đó cứ mỗi buổi tối khoảng 4 giờ 4 rưỡi sáng là Ba Mươi Gồ chạy bộ xuống đây, xuống Đài Liệt Sĩ để Ba Mươi Gồ tập thể dục. Hồi đó đây tầm buổi trưa giờ này có bà bán cháo ngon lắm rồi đó. Giờ dẹp rồi ha. Đây có bà bán cháo lòng ngon lắm. Rồi nhìn qua đây là trường Khánh Hội A nè. Trường Khánh Hội A này vào sau năm 1975 rồi con. Thường có những cái phong trào đổi tiền đó. Thì đổi tiền ở tại trường Khánh Hội A này rồi con. Đây là Khánh Hội gì ta? Khánh Hội B chứ hả? Bây giờ bỏ A, B rồi. Hình như Ba Mươi Gồ nhớ đây là trường Khánh đâu. Thôi ta. Khánh Hội A, đây là Khánh Hội A. Ủa nhớ đây có cái chỗ cái bán được cái sửa xe đạp gì của anh Bắc. Hình như Ba Mươi Gồ chạy qua rồi. Đúng rồi, hình như trường này trường Khánh Hội A. Ở nơi đó là cứ sau năm 75 mà có những cái lúc mà đổi tiền đó bà con, là đổi tiền ngay tại cái trường đó đó. Bữa nào Ba Mươi Gồ sẽ kể cho bà con cô bác cái hồi đó cái đổi tiền ra làm sao ha. Hồi đó đây có một cái tiệm cơm tấm ngon lắm. Chà, lâu quá Ba Mươi Gồ đi cái hình như nó hay đổi lạ quá, không nhận ra luôn á. Đây đây do xưa có một cái tiệm cơm tấm bán cơm tấm cơm sườn ngon lắm. Giờ không còn nữa rồi. Hồi đó đây có cái bàn mấy bàn pizza cũng bỏ luôn rồi. À, thay đổi hết rồi, lạ quá. Trời ơi, bà con cô bác thấy không? May mà Ba Mươi Gồ là dân Sài Gòn á, sống ở Sài Gòn á, bây giờ lâu lâu đi nhìn lại cái thấy cũng là quắc đầu quơ hết trơn. Không còn nhận ra được cái gì hết. Rồi đi đây rồi xuống đây là mấy cái kho hàng nè. Cái đây là cái dòng kinh tẻ. Con đường này đường Tôn Thất Thuyết nè bà con. Trời ơi, con đường tuổi thơ của tôi. Nơi đây hồi xưa toàn là mấy kho hàng thôi. Hồi xưa đây có bến, có xe ngựa nè, kéo nè. Con đường này hồi đó vắng lắm. Ở đây có tờ bán hủ tiếu, bến giờ vẫn còn bán nè. Lâu đời lắm rồi nè, cái tiệm hủ tiếu nè. Hủ tiếu Bà Hủ nè. Rồi mà năm tám mấy là đã có bán rồi. Hồi đó đây là cái nhà bổ xanh nè bà con. Nơi đây có cái nhà bổ xanh. Cái từ cái vách tường này nè, trường này người ta gọi là trường Khánh Hội B. Hồi xưa nó là trường Tôn Thất Thuyết á. Sau này đổi tên là Khánh Hội B. Ba Mươi Gồ hầu như là những người dân vùng này là hầu như là từ nhỏ lớn mà ai mà sinh ra vùng này là đều phải học ở trường Khánh Hội B này. Nhớ lắm, cái trường nằm ở giữa hai bên chỗ ta nói nhất là buổi trưa đó bà con. Mát rượi rượi mà có hàng cây dừa nữa. Đây cái cổng chính của trường là ở đây nè bà con. Cái ngôi cổng chính của trường. Nơi đây là buổi sáng á, là buổi sáng nào học sinh á, cây chỗ cái sân phía trước mặt này nè là tập thể dục. Giờ ngôi trường bỏ rồi. Bà con cô bác có tưởng tượng ha, hình thức hình dài nè, cái trường nằm lọt ở giữa, bên trước mặt là một cái sân và phía sau lưng là một cái sân. Và phía sau lưng phía sân là một con sông, nó có hàng dừa, trời đẹp lắm, thơ mộng lắm. Trường có hai cái cửa cho nên khi mà buổi trưa gió lùa vô mát mát thiêu thiêu buồn ngủ. Còn đây là cái chỗ rác. Hồi đó ngay đây không phải chỗ rác đâu nha, ở đây đó có một cái bến đò để đi qua bên cái cầu hàng á. Chọn đây là Đài Liệt Sĩ nè. Dân ở đây là nơi đây là cái nơi mà coi như là hầu như là giới trẻ hồi đó tuổi nhỏ là nó thường hay ra đây. Nhưng đây là nhà tang lễ. Hồi thời Ba Mươi Gồ là ở đây không có nhà tang lễ. Đây là Đài Liệt Sĩ. Đài Liệt Sĩ này ở đó ngay góc dưới đây nè có cái sân cát. Sáng sớm Ba Mươi Gồ chạy ra đây đá banh. Nè cái cổng vô nè, mà hồi xưa không đi cổng này, đi cổng dưới ngay chỗ cái nhà tang lễ. Rồi cái phần đất dưới đây bây giờ người ta xây công viên rộng ra rồi. Chứ hồi đó đây là cái sân cát. Và bà con cô bác biết không, đá sân cát này nè kế bên là cái bờ sông.
Trời ơi, mỗi lần mà lâu lâu mà đá banh mà lỡ tơi chân đó, mà đá rọt xuống sông đó là nhảy xuống sông tắm đó. Bơi ra lụm banh vô. Rồi nơi đây nè, hồi xưa là cái bãi rác nè. À nơi đây là cái bãi rác nè. À bãi rác. Rồi có khi bên đây là cái bãi rác luôn. Đó, hồi xưa bãi rác một là nằm ở đó, hai là nằm ở đây. Rồi sau này mới di chuyển về xuống dưới kia. Đó, nơi đây hồi đó là cái bãi rác nè bà con. Đó, vậy là bãi rác nó giờ đi ba khu, một đây, hai đây, giờ qua giờ lại, sau đó giờ về tút xuống kia luôn rồi. Nơi đây hồi đó trước năm 1975 có một cái cư xá. Cư xá tên gì thì ba mẹ cậu quên rồi, để bữa nào ba mẹ cậu nhớ, ba mẹ cậu sẽ nhắc rồi không có bác biết. Và các cô chú anh chị và các bạn nào có biết thì xin nhắc giúp ba mẹ cậu với. Đó, nơi đây hồi xưa là cái khu dân cư đó, một cái cư xá. Hồi đó đây có một cái hãng dệt may nè. Hãng dệt may thành công. Rồi hồi xưa ngay đây cũng có từng là cái bãi rác nè, nói chung là dọc ngay đây là cái bãi rác của quận tư đó bà con. Đó, nơi đây là có một cái dãy nhà nè. Đó, bây giờ giải tỏa làm cái công viên rồi. Rồi cái đường bên đây là cái đường đi lên cầu Tân Thuận. Rồi ngay dưới chân cầu Tân Thuận bên mé bên đây nè, hồi xưa ngay dưới chân cầu có một cái bưu điện. Đó, cái cầu này cầu mới thôi chứ hồi xưa đây là nhà dân. Đó, cái cầu là chỉ có một cái cây cầu bên đó đó. Cầu đó là cây cầu cũ. Đó, cái cây cầu cũ bên đó đó bà con. Hồi đó là cứ ba mẹ còn có một cái phong tục. Cứ sáng ngày mùng 1 á là ba mẹ rồi đi bộ tà đi qua cái cây cầu Tân Thuận này nè, tới đây có một cái chùa. À, ở chế bên cái chùa có cái miếu. À, là ba mẹ cậu phải đi cái hai cái ngôi chùa đó đầu tiên vào sáng ngày mùng 1. Còn qua bên đây nè, cái mé bên đây là hồi xưa là cầu hàng nè bà con. Đó, cái cầu mới này bắc ngang qua cái cầu hàng nè. Cái vùng đất này hồi xưa là toàn là dùng đầm lầy cơ mà. À, đầm lầy rồi nghĩa địa mồ mả tùm lum hết. Giờ bà con có thấy thay đổi lắm. Nơi đây hồi xưa đầm lầy rồi ruộng lúa. Đứng từ bên quận tư mà nhìn qua bên đây nhà bè này nhìn thấy ghê lắm. Nó giống như vùng quê vậy chứ không phải như bây giờ. Nó thay đổi quá trời rồi. Nhìn qua bên đây hồi xưa toàn là vùng đầm lầy, sình lầy. Ghê lắm. Bà con cô bác cứ nhìn hồi xưa bây giờ mình đi ra ngoài ngoại ô mình nhìn mấy cái ruộng lúa mà màu mã rồi đó. Là hồi xưa ngay đây luôn nè. Là nó là như vậy á. Mà nói chi hồi xưa trước năm 75 chi cho nó xa xôi. Khoảng năm 90, năm 2000, ba mẹ cậu qua đây rồi, nó cũng còn ghê lắm. Là tức có nghĩa là khoảng 20 năm đổ lại rồi. Nó thay đổi. Nó thay đổi từ cái khi mà giữa thập niên á, khoảng năm 94 là nơi đây nó thay đổi nè. Nó rục rịch thay đổi. Đường này đường Nguyễn Văn Linh nè. Hồi đó làm gì có con đường này. Ui cha. Ồ, đẹp chưa? Đó, bà con có bác thấy đẹp chưa? Trời ơi, nói chi mà hồi xưa mấy chục năm về trước. Cái thời mà ba em còn làm YouTube đó bà con. Cách đây khoảng 2 năm, 3 năm thôi. Xin thưa bà con, bác ơi, bên đó là cái đống sình lầy á. Nơi đây nè. Đó, giờ bà con bác thấy đổi khác đổi hết rồi. Bên đây cũng vậy nè. Hồi xưa là cái ao. Đó, cách đây mấy năm mà. Đó, bà con có thấy ghê chưa? Mọi thứ bây giờ thay đổi hết trơn rồi. Quá xa trời rồi. Nếu mà bà con cô bác có theo dõi ba mẹ cậu cách đây cỡ khoảng 3 năm thôi. Ba mẹ cậu đi quay bên đây nè, cái tòa nhà này hồi xưa nó chưa có nè. Lúc mà ba mẹ cậu đi quay đây là nó một cái giống này, nó giống như cái ao hồ nè, sình lầy lao sậy cơ mà. Đó, bây giờ nó cải tạo lại, bà con có bác thấy nhỏ ngàn chưa? Đó, một con sông xanh biếc luôn nè. Thấy ghê chưa?
trời ơi, có con đường đi luôn nè. Hồi xưa làm gì có đường ở đây. Đó, giờ người ta làm đường luôn rồi bà con. Đó, đây, 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 đó. Đó, bà con bác giờ nhìn đây ha. Đó. Tương lai sắp tới bà con bác cũng không thấy gì ở đây đâu. Ở đây mai mốt nó mọc lên mấy cái tòa nhà chung cư nữa cho coi. Quá đẹp. Cuộc sống Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều quá. Đường này nó vắng quá, ba mày còn chạy lẹ chút nha bà con. Lâu quá không đi con đường này, giờ nó thấy lạ quá. Hồi đó bên tay phải ba mày gò tay toàn là cái đất trống không mà, bây giờ xây nhà hết trơn rồi. Ở đây là đường Nguyễn Thị Thập nè. Ngay góc này hồi xưa có một cái khu gì chứ. À, bệnh viện Đa Khoa. Cho nên ở đây có cái cầu, cầu Đa Khoa. À, đường xá bự ghê không? Rộng lớn. Ở đó ngay đây là cái quán cà phê nè bà. À, ngay đây. Ở đó là một cái tiệm cà phê. Quá, nóng quá. Hồi xưa mà ai mà biết đó, qua đây mua đất ngon lắm bà con. Hồi xưa đất bên đây là rẻ lắm. Không ai ở đó, tại vì nó giống như cái khu hốc Bà Tối vậy. Còn giờ trời ơi, sống được bên đây là ngon. Đời có ai biết trước chuyện gì. Nơi đây là cái trung tâm chính của Phú Mỹ Hưng nè. Con
đường này tổng cộng là tới 14 làn xe lận đó nha bà con. Ở đây có những cái hàng cây cao như thế này, nó làm cho mình có cảm giác mát rượi à. Khu này là cái khu nhà giàu đầu tiên ở Sài Gòn rồi bà con, thập niên năm 90. Bây giờ khu nhà giàu nhiều lắm, đếm không hết đâu. Chứ hồi mà Sài Gòn mở cửa đây là Phú Mỹ Hưng này là cái nơi đầu tiên mà dân nhà giàu ai cũng mong muốn sở hữu được nó. Có được có một cái căn nhà trong đây là coi như là dữ dằn lắm. Nếu mà những cái thời điểm mà thập niên 90 á, mà những người đầu tiên mà dọn vô đây ở là có thể gọi là hồi đó là những người nhà giàu mà tri thức đầu tiên của Sài Gòn thời mở cửa là ở khu này nè bà con. Mà đó không phải ở khu này đâu, khu ngay chỗ trung tâm mà để ba mày còn nói á, nó ở bên mé bên đó đó, lúc đó vắng lắm. Còn ngay đây là cái khu này, khu Hàn Quốc. À, đây là Hàn Quốc. Cá là vòng 1978 rồi, 1871 luôn, hơn 100 năm rồi. Ở đây ba mày còn nhớ là có một cái tiệm giờ dẹp rồi. Ở đây là có một cái tiệm bánh canh chẳng bàn. Còn đây là Vivo City nè. Lâu lắm rồi ba mày còn chưa vô đây nha. Lâu lắm rồi ba mày còn chưa vô đây. Hồi đó bà con có thấy chữ California không? Đó, cái chỗ đó là nơi mà ba mày còn tập thể dục đó. Đó ba mấy cô tập thể dục ở đây nè, cho nên nó ngày nào ba mấy cô cũng vô đây hết. Còn sau này cái ba mấy cô về bên kia, bên kia nó không có California cho nên ba mấy cô phải nghỉ.
Rồi mình ra tới đây là bắt đầu hết Phú Mỹ Hưng rồi đây. Hết cái vùng Phú Mỹ Hưng thôi nha như bà con. Nhưng mà thực ra cái vùng đất mà Phú Mỹ Hưng mà hồi xưa mà được ký á, à, là ký mà từ năm 94 á, là xin thưa bà con bắt là nó rộng lắm chứ không phải chỉ có vùng này đâu. Nó kéo dài luôn tới ngay chỗ mà Bình Chánh luôn nha bà con. Hết con đường Nguyễn Văn Linh này. À, nó có nhiều khu lắm, Phú Mỹ Hưng nó có nhiều khu lắm, khu A, B, C, D, E gì đó. Thì nó kéo dài tuốt một xuống dưới luôn á. Hồi xưa là cái ông đó, ông ký hợp đồng thuê 50 năm, ông có tập trình ghê thiệt. Phú Mỹ Hưng bây giờ vẫn chưa phát triển hết nha bà con. Hình như nó là thuộc gì? Cái vùng đó nó gọi là gì ta? Ban quản lý khu Nam á. À. Rồi thôi video thì nó cũng đã dài rồi. Rồi giờ đi ra tới đây nó lại một cái ngắn khác nữa rồi. Thôi ba mấy cậu xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.